Hướng dẫn viết mẫu CV ngân hàng SCB đúng chuẩn và chuyên nghiệp nhất. Ngân hàng SCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn là một địa chỉ quen thuộc đối với những khách hàng có nhu cầu vay gửi tín dụng và cũng là một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đáng mơ ước đối với những người làm việc trong ngành ngân hàng. Cùng tìm hiểu cách viết mẫu CV ngân hàng SCB và quy trình tuyển dụng của ngân hàng SCB qua bài viết dưới đây nhé. 1. Những điều bạn cần biết về tuyển dụng việc làm ngân hàng SCB. 1. Cơ hội việc làm tại ngân hàng SCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Ngân hàng SCB được thành lập vào ngày 26 tháng 12 năm 2011, dựa trên cơ sở hợp nhất 3 ngân hàng bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất. Cơ hội việc làm tại ngân hàng SCB. Ngân hàng SCB hiện nay đang đứng trong top 5 ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn nhất nước ta với tổng tài sản ước tính là hơn 508,900 tỷ đồng. Hiện nay, ngân hàng SCB đã phát triển mạng lưới cơ sở rộng khắp với hơn 239 điểm giao dịch trải dài khắp 28 tỉnh thành thuộc các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Đội ngũ nhân sự của ngân hàng SCB cũng lên tới con số gần 6.000 người. 1.2. Quy trình tuyển dụng ngân hàng SCB. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình phỏng vấn vào SCB, các bạn ứng viên nên tham khảo qua quy trình tuyển dụng của ngân hàng này ngay dưới đây. Ngân hàng SCB hiện áp dụng quy trình tuyển dụng bài bản và nghiêm ngặt theo 4 bước sau đây. Bước 1. Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển có 2 hình thức để các ứng viên có thể nộp hồ sơ ứng tuyển vào ngân hàng SCB, đó là nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ online. Quy trình tuyển dụng ngân hàng SCB. Thao tác nộp hồ sơ online rất đơn giản. Các ứng viên truy cập vào website chính thức của SCB, tải mẫu thông tin ứng viên, hoàn thiện và gửi về địa chỉ email tuyển dụng của ngân hàng SCB hoặc có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tuyển dụng của ngân hàng. Bước 2. Thi tuyển kiểm tra năng lực. Những ứng viên có hồ sơ phù hợp và đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng sẽ được ngân hàng SCB thông báo và liên hệ trực tiếp với các bạn qua email hoặc số điện thoại ghi trong hồ sơ. Các bạn ứng viên sẽ nhận được lịch thi tuyển vòng 2 với hình thức kiểm tra năng lực thông qua các bài kiểm tra EQ và kiến thức chuyên môn. Bước 3. Phỏng vấn sau thi tuyển vòng 2 từ năng 7 ngày. Nếu kết quả các bài kiểm tra của ứng viên đáp ứng được yêu cầu, các ứng viên sẽ tiếp tục bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển dụng ngân hàng SCB. Ứng viên vượt qua các bài kiểm tra sẽ được mời phỏng vấn trực tiếp. Nếu hoàn thành tốt vòng này, tức là xác suất để bạn đậu phỏng vấn đã là 99% rồi đấy. Bước 4. Hoàn tất hồ sơ và nhận việc. Sau khi có thông báo trúng tuyển, các ứng viên sẽ phải bổ sung giấy tờ và hoàn tất các hồ sơ theo đúng quy định. Sau khi hoàn thiện hồ sơ và đến nhận việc thì bạn đã chính thức trở thành nhân viên của ngân hàng SCB. Tham khảo thêm, hướng dẫn viết mẫu CV ngân hàng SCB đúng chuẩn và chuyên nghiệp nhất 2. Hướng dẫn viết mẫu CV ngân hàng SCB chuyên nghiệp nhất 2. 1. Hướng dẫn điền các phần trong mẫu thông tin ứng viên của ngân hàng SCB. Ngân hàng SCB không chấp nhận các mẫu CV tự thiết kế hay các mẫu CV sáng tạo của ứng viên. Ngân hàng SCB chỉ chấp nhận những hồ sơ sử dụng mẫu thông tin ứng viên do ngân hàng soạn thảo và đăng tải trên trang web chính thức của SCB. Bạn có thể tải về và hoàn thành các thông tin trong mẫu thông tin ứng viên, sau đó nộp hồ sơ theo các cách đã được liệt kê ở trên. Sau đây là hướng dẫn hoàn thành các phần trong mẫu thông tin ứng viên của ngân hàng SCB. 2.1.1. Phần mở đầu. Trong phần này, ứng viên cần điền đầy đủ các thông tin cơ bản phục vụ cho công tác phân loại hồ sơ ứng viên như chức danh dự tuyển 1 và 2. Ứng viên có cơ hội ứng tuyển tối đa cho 2 vị trí. Đây là một cơ hội việc làm rất tốt mà ngân hàng SCB dành cho các ứng viên. Khu vực dự tuyển, ứng viên điền thông tin về khu vực có chi nhánh của ngân hàng SCB mà mình muốn làm việc, điền đầy đủ các thông tin về vị trí ứng tuyển, mức lương mong muốn. Ứng viên ghi mức thu nhập mong muốn dựa trên vị trí công việc và năng lực của bản thân. Ngày có thể nhận việc, ứng viên ghi ngày có thể bắt đầu công việc. Hãy sắp xếp lịch trình của bạn để có thể đến nhận việc đúng ngày ghi trong hồ sơ nhé. Ảnh thẻ. Ứng viên cần chèn thêm một ảnh thẻ 2-3 chụp trong thời gian gần nhất vào ô đã được quy định sẵn. 2.1.2. Thông tin cá nhân. Trong phần này, ứng viên cần điền đầy đủ và chính xác những thông tin cá nhân và không được bỏ sót bất cứ trường thông tin nào. Những trường thông tin mà ứng viên cần hoàn thiện bao gồm họ và tên lót và tên. Ứng viên nên viết in hoa có dấu toàn bộ họ, tên lót và tên, giới tính, điền nam hoặc nữ, ngày sinh, điền đúng theo chứng minh thư căn cước công dân nơi sinh, điền đúng theo chứng minh thư căn cước công dân chiều cao, điền chiều cao theo đơn vị cân nặng, điền cân nặng tính theo đơn vị quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài thì điền đúng quốc tịch của mình, trung thực khi khai thông tin cá nhân, dân tộc, điền tên dân tộc, ví dụ, Kinh, Thái, tôn giáo, điền không nếu không theo tôn giáo nào, trường hợp theo tôn giáo thì điền tên tôn giáo và chức vụ kiêm nhiệm nếu có tình trạng hôn nhân, độc thân, đính hôn, đã kết hôn, ly thân, ly hôn, số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu. Bạn chỉ cần điền một trong ba loại mã số ngày cấp, điền đúng theo chứng minh thư căn cước công dân, hộ chiếu nơi cấp,
điền đúng theo chứng minh thư căn cước công dân, hộ chiếu, số sổ bảo hiểm xã hội nếu có, mã số thuế thu nhập cá nhân, điện thoại di động, điền số điện thoại sử dụng cho công việc và liên lạc được điện thoại bàn, điền thêm nếu có, không có thì để trống email, điền địa chỉ email sử dụng cho công việc Facebook, dán link trang cá nhân Facebook nếu có địa chỉ thường trú, điền đúng theo thông tin trong sổ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, điền địa chỉ chỗ ở hiện tại, bao gồm từ số nhà, tên đường, địa chỉ thường trú, điền địa chỉ thường trú, bao gồm từ số nhà, tên đường, thông tin người liên hệ khi cần thiết, điền thông tin của người thân hoặc bạn bè thân thiết để làm thông tin liên hệ nếu nhà tuyển dụng không thể liên hệ với bạn qua số điện thoại hoặc email đã cung cấp ở trên, bao gồm họ tên, mối quan hệ với ứng viên, số điện thoại liên hệ và địa chỉ. 2. 1. 3. Quan hệ gia đình. Trong phần quan hệ gia đình, ứng viên cần điền đầy đủ thông tin về những thành viên trong gia đình mình. Những thông tin về mỗi cá nhân cần điền bao gồm họ và tên, mối quan hệ với bạn, năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở. Chỉ cần ghi tên, tỉnh, thành phố, điền đầy đủ thông tin về các thành viên trong gia đình. 2. 1. 4. Thông tin đào tạo. Đây là phần ghi những thông tin về trình độ học vấn của ứng viên, cũng như bằng cấp chứng chỉ và các khóa học mà ứng viên đã tham gia. Một trong những tiêu chí tuyển dụng thống nhất của các ngân hàng nói chung đó là sẽ ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng, tài chính và những ngành có liên quan. Quá trình học tập và đào tạo sẽ được liệt kê theo thứ tự từ bằng cấp cao nhất trở xuống. Ứng viên cần điền đầy đủ thông tin về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc chương trình đào tạo, tên trường hoặc tên trung tâm đào tạo, bằng cấp chứng chỉ, tên chuyên ngành học, trình độ, xếp loại và hệ đào tạo. 2. 1. 5. Quá trình công tác. Ứng viên có hai nhiệm vụ cần hoàn thành trong phần này, tương đương với hai phần thông tin cần điền đầy đủ. Tóm tắt quá trình từ khi bắt đầu đi làm đến thời điểm phỏng vấn, ứng viên cần ghi đầy đủ và không được để bất cứ một thời gian nào gián đoạn. Trong mỗi công việc, bạn cần hoàn thành các mục thông tin sau: thời gian làm việc, tên đơn vị, địa điểm làm việc, tỉnh, thành phố, chức vụ, chức danh công việc, thông tin về hai đơn vị đã công tác trong thời gian gần đây nhất, điền theo thứ tự gần nhất trở về trước. 2. 1. 6. Thành tích đạt được trong học tập và công tác. Đây là cơ hội rất tốt để các ứng viên tự bản thân mình và giành lợi thế trước những đối thủ khác trong cuộc đua. Thành tích cá nhân là thế mạnh riêng của mỗi ứng viên. Ứng viên cần ghi đầy đủ các thông tin liên quan như tên thành tích, thời gian đạt được, hình thức khen thưởng chứng nhận thành tích, tên đơn vị khen thưởng chứng nhận. 2. 1. 7. Thông tin tham chiếu. Đây là phần bắt buộc và ứng viên không được bỏ qua. Ứng viên cần điền đầy đủ họ tên, chức vụ, nơi công tác của người thân, bạn bè hiện đang công tác trong lĩnh vực ngân hàng và trong ngành tài chính nói chung để làm thông tin tham chiếu. 2. Những lưu ý khi gửi hồ sơ ứng tuyển ngân hàng SCB. Cơ hội của mỗi ứng viên là chỉ có một lần, bởi vậy bạn phải rất cẩn thận khi điền hồ sơ. Sau đây là một số lưu ý bạn cần nhớ để không đánh mất đi những ưu thế của bản thân. Bạn cần điền đầy đủ và trung thực nội dung trong các trường thông tin mà ngân hàng yêu cầu. Và lưu ý là không được bỏ trống bất cứ trường thông tin nào. Bạn không được phép chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào mẫu thông tin ứng viên. Những lưu ý khi gửi hồ sơ ứng tuyển ngân hàng SCB. File ảnh thẻ là bắt buộc. Hãy chọn một tấm ảnh thẻ nghiêm túc, mặc sơ mi có cổ và chất lượng tốt để có thể nhìn rõ mặt. Sau khi gửi hồ sơ online, hãy kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng hồ sơ của bạn đã được gửi đến nhà tuyển dụng. Trên đây là những thông tin về cơ hội việc làm tại ngân hàng SCB cũng như hướng dẫn viết mẫu CV ngân hàng SCB và những lưu ý khi điền bản thông tin ứng viên. Ngân hàng SCB là một ngân hàng lớn. Môi trường làm việc trong ngân hàng cũng được đánh giá là rất chuyên nghiệp và rất phù hợp để phát triển sự nghiệp.